mình sẽ đi mình chạy thử rồi chạy được bao nhiêu con cá rùa phi nha. Đây cá này là mình phải đi bằng quá trời luôn, cả nhà này nè, có kìa lưng hết trơn, cái này chạy một chạy chắc cỡ thùng luôn, có kìa cả nhà lại đây, cả nhà nhìn nè, nó lặn là lặn dưới mặt nước kìa, thấy sao không? Đó đang ngủ hết trơn trời, trời ơi, thấy không? Đây nè, cả nhà nhìn mà công thức tivi chạy cá nè. À, đầu tiên mà muốn chạy mình phải biết bắt chạy, không mình sẽ đứng canh nha, thì nó nổi đầu lên cái mình chạy, cả nhà nhìn kìa kìa kìa. Đó, đèn còn không chừng thấy không? Cái cặp tụi em ném sao không anh thích? Thổi đâu, trời ơi trời. Mình sẽ chạy vô cái lỗ bên đây nè. Thì chạy chạy này có chừng những cái rồ nữa. Rồi, đi đâu vậy? Còn không? Còn không? Trời ơi, mình sẽ bắt chạy nha. Nói chung là chạy nữa làm nó khó. Chỉ khó là phải học mới được. Mình tập mình chạy trên bờ với nó cả nhà, nó quen. Còn đây lắm nè. Rồi, rồi gạt chưa? Đợi một xíu nha. Thì kìa, nó trong ra muốn nó sắp dài kìa. Chắc thấy mình nữa vậy. Thôi, thôi. Đó. Giờ mình chạy bên góc bên đây nha. Giờ đi ngon. Ê, giờ các bạn nha, anh Lánh. Ủa khi các bạn ra mình xây một vòng như múa pha lê vậy đó, mình chạy mới được. Xây gì nữa hả? Được chưa? Không có ai như anh hết. Ghê dưới trời, quăng tròn dưới trời. Ôi trời, công thức tivi ăn chạy mình phải có vậy chứ. Nhưng mà quan trọng có dính hay không nè. Sao không? Đó, bây giờ mình sẽ nhường cái phần mà kéo chạy cho bà Ly bỏ kéo. Đó, đó, dính rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi, dữ lắm, dính rồi, đi thôi. Chưa chìm cá dữ nữa, dữ lắm rồi. Tính ra mình con chài cũng đẹp ha cả nhà. Được á. Được không, được không? Mà mấy đứa nén hết trơn rồi, không dám đứng gần. Cái này mình nhắm chút xíu mình mới nắm lên không? Đúng rồi, đúng rồi. À, cả nhà coi đón xem thử ai Liên Ngô sẽ kéo đường được bao nhiêu con cá nha. Bây giờ cả nhà mình chơi một cái mini game đi. Bây giờ cả nhà đón thử coi là kéo lên được bao nhiêu con cá. Okay. Mình suy nghĩ chắc được 10 con. Anh Lâm đón được nhiêu con? 15. 15 hả? Liên Ngô nói được nhiêu con? Nhiều khi nó có con nào không? Có là phải có, vì Liên Ngô đón không có con nào nha. Thì ai mà gần số mà chính xác nhất chơi thùng bia nè. Không, bây giờ nè, bây giờ mình sẽ là cá với nhau là một thùng bia. Okay. Bây giờ ai mà gần con số chính xác nhất thì người đó sẽ là được thùng bia. Rồi bây giờ cho em đóng rồi nha. Liên Ngô đóng trước. Em đóng phải chừng 30 con. 30 con, anh Lanh. 20. Em đóng 10 con. Okay. Rồi ok, bây giờ Liên Ngô sẽ kéo lên. Kéo lên. À. Rồi, bây giờ bắt đầu lên. Nha. À, đếm nha, đếm số cá cho tôi nha. Okay. À. Mình vừa chơi mini game mà vừa mà cá gì cũng tính hết trơn nha. Đúng rồi. Tôi cầm chài đó, tôi không biết. Đúng rồi kìa, đúng rồi kìa. Ủa sao kỳ vậy ta? Ơi hơi nặng nha, hơi nặng, nặng nha. Nặng rồi, nặng rồi. Trời, nặng rồi. Nặng lắm luôn nha. Em kéo lên cũng được luôn á. Ghê vậy? Nhưng mà dạ. Kéo ghê vậy? Cần tiếp không? Ui, nặng quá. Đó. Cả nhà nhìn bà Ly kéo chạy nè. Ủa? Rồi, 10 con, 20 con, 30 con. Ai là đón xa nhất mua thùng bia? À. Đúng rồi đó. Có nhiều quá. Thấy là hơn 10 con. Nhúng. Mình đón có 10 con à trời. Uổng quá, tôi đón lại đi. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt cá nha. Okay. Cả nhà nhìn con số cá trên đây là bao nhiêu con. Đi ra đây để người người ta mà biết cách người ta giỏi chạy cho. Kéo ha, từ từ nha. Rồi. Đi vô lụm nào. Rồi em đi. Vô lụm đi vô. Nè nè. Ừ. Trời ít mồi rồi, chắc hơn rồi anh Lâm. Hơn, hơn rồi đó. Đủ nha. Một con. Một. Đếm ra chung luôn cái nhà. Hai. Ba. Bốn. Hồi hộp quá hả?
30 đi chị. 5. Ai 20 con vậy? 6. 6. Ủa cá bự kìa. Ui cá bự nè. Đó. 7. 7. Đây. 8. 8. 9. 9. Ủa ai đâu? Mơ. Phan phan chưa chưa cầm lên. 10. Chưa tính. Chưa tính. Trời, giữa 10 với 30 là nó còn cái số là 20 nha, giữa nha. 11. Đó. Đây nè, đó. 12. Chắc là anh Phúc thắng nè, đó là anh Lâm thắng. Đó. 2. 13. 13. 14. Anh Lâm thắng 15. Rồi. 15. Ủa, tôi với Thái Tình yêu què nhau á, cho Liên Ngô mua thùng bia mới đúc. Liên Ngô đã là Liên Ngô có 30 lắm. 30 Liên Ngô. À tôi là đóng 10 là 10 là 10 con nè. Đúng rồi. Ủa, đúng rồi. Đúng rồi. Tôi 10 con, anh Lanh 10 là 20 con. 20. Rồi bây giờ ra 15 thì em đóng 30 em thua. Đúng rồi. Chai okay. À, một chai được là 15 con cá phi. Đó. À, nói chung vụ vụ quá được thùng bia thấy không? Mình thấy cá, mình thấy cái tình hình cá là tại vì mình lại đây rồi thấy đi rất là nhiều. Nên mình sẽ biết được là số cá nó sẽ đi bớt. Ơ mà cá bự bự không à trời. Đây nè cả nhà. Đó, thấy bự chưa? Anh thức quăng là nó đi rồi, chứ không đi là nhiều mới nhìn chứ. Rồi, ok bây giờ mình sẽ đi lên mình làm cái gô phi nướng và có thùng bia nhậu rồi nha.